마지막으로 띠어트님 또 무대에서 보시겠습니다. 자격증을 취득을 해도 바로 푸티 사업에
열지 않고 더 많은 공부를 하여 석사, 박사까지 합니다. 어 Hàn Quốc thì ngay cả khi bạn học 4 năm đại học và tốt nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp đi chăng nữa thì bạn cũng không thể nào ngay lập tức mà mở một cái salon beauty ngay được mà bạn phải học thêm lên đến học hàm là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ. 굉장히 수준 높은 전문 지식을 쌓기 위해 노력하고 제가 그런 학생들을 가르치는 일을 하고 있습니다. Và bản thân tôi cũng đang là một người mà liên tục nỗ lực trau dồi và học hỏi những cái kiến thức cũng như là tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để nâng cao kiến thức hơn nữa trong chuyên môn và giảng dạy cho các học viên của chúng tôi. 제가 여기 베트남으로 온 이유가 그것입니다. 저는 30년 전을 뷰티 교육자로서 많은 지식과 노하우를 가지고 있습니다. Và đó cũng chính là cái lý do, cái mục đích mà tại sao tôi đến Việt Nam. Tôi có rất nhiều kiến thức, rất nhiều kinh nghiệm và bí quyết với tư cách là một nhà đào tạo trong lĩnh vực sắc đẹp với thời gian lên đến là hơn 30 năm. 열정이고 정말 성공하자는 베트남 뷰티 종사들에게 이 교육이 꼭 필요할 것이며 그에 맞는 자격증, 수료증 또한 교육받는 관리사들에게 지급하느라 능력을 제게 있습니다. Và tôi nghĩ rằng là gì ạ? Cái việc đào tạo này là hoàn toàn cần thiết cho những người đam mê và thực sự muốn thành công với ngành làm đẹp tại Việt Nam. Tôi cũng có khả năng cung cấp các cái chứng nhận, các chứng chỉ phù hợp cho những học viên, những chủ spa được nhận những khóa đào tạo. 그래서 이름 뷰티 교육 산업 그리고 한국의 뷰티 트렌드를 제대로 가르쳐 전문가 중에 전문가로 만들어 드릴 자신이 있습니다. Vì vậy mà tôi tự tin rằng tôi sẽ giúp đỡ được các bạn trở thành một chuyên gia trong số các chuyên gia có cách đào tạo về ngành công nghiệp làm đẹp và các xu hướng làm đẹp của Hàn Quốc. 제가 교육을 장을 연다면 여러분 꼭 오셔서 배우시기 바랍니다. Và tôi mong rằng là nếu tôi mở một cái lớp đào tạo như vậy ạ, mong rằng được đón nhận tất cả các bạn ấy làm thành viên của chúng tôi. 저 또한 베트남에 있는 동안 베트남 시장에 대한 많은 것을 배우고 싶습니다. Và bản thân tôi trong suốt thời gian tôi sang làm việc Việt Nam thì tôi cũng sẽ nỗ lực trau dồi và học hỏi thêm nữa để làm sao nâng cao bản thân tôi hơn. 서로의 만남을 통해 한국과 베트남과의 뷰티 산업과 통로가 열렸으면 좋겠습니다. Và tôi mong muốn rằng cái sự hợp tác kết nối giữa các cái beauty salon của Việt Nam và Hàn Quốc nó được một mức khác hơn nữa, một chuyên nghiệp hơn nữa. 다시 한번 이곳에 초대해 주신 베트남 정부와 여러분께 감사의 인사를 드립니다. Và một lần nữa thì cho tôi xin gửi lời cảm ơn, lời rất là chào tới tất cả mọi người đã mời tôi đến cái sự kiện ngày hôm nay để tôi có cơ hội chia sẻ cùng với tất cả mọi người hôm nay ạ. 마지막으로 현재 한국의 핫한 트렌드는 마이크로바이옴 미생물을 만든 화장품, 건강식품 많은 스파에 접목하고 있습니다. Và một lời cuối tôi cũng xin chia sẻ thêm là gì ạ? Bên cạnh cái việc đào tạo như vậy thì chúng tôi cũng có những dòng sản phẩm mới nó liên quan đến cái hệ vi sinh vật gọi là microbiome. Cái đấy nó giúp đỡ rất nhiều cho hệ vi sinh vật trong cơ thể, nó cũng hỗ trợ rất nhiều trong cái hành làm đẹp cũng như là các mỹ phẩm. Thì cái này các chủ spa cũng đã ứng dụng rất là nhiều ạ. 관심 가지고 오시고 감사드립니다. Và một lần nữa thì rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và sự quan tâm của tôi. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn với những lời chia sẻ đến từ giáo sư Kim Seo-sun. Và chúng ta hãy dành một trong một tiếng thật lớn để cùng cảm ơn giáo sư Kim Seo-sun. Thank you so much. Vâng, kính thưa quý vị, và trong chương trình của chúng ta thì có rất nhiều sự hiện diện của các quý doanh nhân, doanh nghiệp trẻ tham gia sự kiện. Và những người trẻ trong lĩnh vực làm đẹp gần đây thì đang có trào lưu là học và kinh doanh về làm đẹp và có những tấm gương và thành tựu tiêu biểu, thưa quý vị. 네, 이 프로그램에는 최근 뷰티 산업에서 배우고 사업하는 경향이 있으며 모범적인 모델과 업적을 가진 기업자, 젊은 기업가 및 뷰티 분야의 젊은 사람들이 많이 참석합니다. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng làm quen và cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ một doanh nhân trẻ Việt Nam có xu hướng đầu tư kinh doanh làm đẹp thời kỳ chuyển đổi số. Thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ CEO Trần Ngọc Ánh. 네, 다음으로 Trần Ngọc Ánh님은 젊은 베트남 기업가이자 디지털 전환 시대의 뷰티 비즈니스에 투자하려는 경향입니다. 전 노아님은 보시겠습니다. Vâng, lời đầu tiên cho phép
Trần Ngọc Ánh xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các quý vị đại biểu trong khán phòng ngày hôm nay. Tôi là Trần Ngọc Ánh, chủ tịch của GA Group, là một nhà đầu tư trẻ trong lĩnh vực kinh doanh ngành làm đẹp. Trong 8 năm qua thì tôi đã trải qua rất là nhiều giai đoạn kinh doanh với nhiều mô hình khác nhau. Tôi nhận thấy đây là một cái việc công việc kinh doanh đầu tư rất là có giá trị. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói tới đó chính là cái công việc này giúp cho nhân sự của mình có được công ăn việc làm. Điều thứ hai tôi muốn nói tới đó chính là giúp cho thương hiệu, những sản phẩm có nơi để tiêu thụ. Điều thứ ba mà cái việc đầu tư mà tôi cảm thấy rất là đáng giá đó chính là đầu tư cho chính những trải nghiệm của mình. Để cho đến bây giờ khi mà cái thời điểm là xu hướng chuyển đổi số, những cái mô hình kinh doanh quốc tế hội nhập, tuy là một doanh nhân trẻ nhưng mà tôi cũng không bị bỡ ngỡ trong công việc của mình và luôn luôn có những kế hoạch trong sự đầu tư của mình và đã có những cái kế hoạch để cho cái mô hình đầu tư tiếp theo làm sao để tối ưu hơn cái mô hình mà trước đây tôi đã từng đầu tư. Và Lazia là một thương hiệu mà tôi đã ấp ủ. Trong thời gian tới đây tôi tin rằng Lazia sẽ là một cái thương hiệu mà được các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư trẻ quan tâm và đón nhận. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn gửi một lời tới các quý doanh nhân, quý doanh nghiệp ở đây. Nếu như mọi người đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và đầu tư vào ngành làm đẹp thì GA Group sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng mọi người. Tôi xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn với những chia sẻ đến từ CEO Trần Ngọc Ánh của chúng ta. Và chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn những chia sẻ vô cùng tuyệt vời này. 네, 전국 아이 CEO님에게 다시 한번 감사드리고 다시 한번 큰 박수로 드리겠습니다. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây trong phiên này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vị diễn giả vô cùng đặc biệt. Đó chính là chủ của một chuỗi các hệ thống thương hiệu làm đẹp trong nước và quốc tế, là người Việt Nam đầu tiên bán thương vụ cho tỷ phú thành công, lại là một nam giới. Và người ta thì thường nghĩ là nghề làm đẹp chỉ dành cho nữ giới thôi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại gặp một chuyên gia, chủ thương hiệu nam vô cùng thành công và có những đóng góp giá trị cho ngành làm đẹp trong nhiều năm qua. 오늘 이 프로그램의 아주 특별한 영상은 베트남인 최초로 성공적인 억만장자에게 사업은 매각한 베트남인 최초로 국내외 뷰티 브랜드 시스템 체인을 초조하는 남자입니다. 사람들이 종종 아름다우는 여성의 전유물이라고 생각합니다. 그러나 오늘 우리는 수년 동안 미용 산업에 귀중한 공헌은 한 매우 성공적인 남성 브랜드의 소유자인 전문가를 만날 것입니다. Và vị chuyên gia mà chúng tôi muốn nhắc đến với quý vị đó chính là chuyên gia Vũ Mạnh Cầm sẽ cùng chia sẻ cho chúng ta về kinh nghiệm xây dựng và vận hành chuỗi làm đẹp Việt Nam và quốc tế. 네, 바로 Vũ Mạnh Cầm 전문가를 초대하여 베트남 및 국제 뷰티 체인 구축 및 운영 경험을 공유해 드리겠습니다. Hey, xin chào tất cả các anh chị. Sau 9 năm, đây là lần đầu tiên Cầm quay lại một sân khấu diễn đàn. Tối ngày hôm qua cũng tưởng tượng là hôm sau 9 năm mình comeback ở một diễn đàn nó như thế nào. Thực sự là có thể là do Cầm ích kỷ nên là Cầm quyết định là thu mình lại để đạt được cái mục tiêu mà những người bình thường khác người ta mơ ước. Thì Cầm là một người đàn ông con trai thì nếu mà các chị và các bạn biết Cầm cách đây 5 năm thì Cầm rất xấu chàng, giống như một người nghiện. Và Cầm ngày hôm nay Cầm quay lại đây thì thực sự là rất trùng hợp. Cách đây 9 năm về trước, Cầm đang đi xin ăn cơm ở sau cái trung tâm hội nghị quốc gia này. Nó có tên là đền ông Hoàng Bảy. Và anh chị biết điều gì xảy ra không ạ? Cầm không được ăn cơm. Và từ khoảng khắc đó, Cầm đã len nói lên một ý định. Cầm chỉ bảo một điều thứ nhất này: nếu mà ngay chỗ đền chùa người ta còn không chứa chấp mình thì chả có chỗ nào người ta có thể chứa chấp được mình cả. Thì bắt đầu ngày hôm đó thì Cầm lên Google, Cầm search một từ khóa
tôi muốn trở thành triệu phú. Lúc đấy còn có 20 tuổi. Nhưng mà hai dòng đầu tiên của Google thì người ta bảo gì ạ? Hãy vào công ty của tôi, đó là công ty đa cấp. Đến dòng tin nhắn thứ 9 của Google, người ta cho mình đúng một lời khuyên duy nhất: nếu mà bạn cảm thấy đen tối cuộc đời thì hãy đổi tên đi, thay đổi số điện thoại. Và bắt đầu từ ngày hôm đó, Cầm đổi tên của Cầm tên là Cay. Và hiện tại ở trên cổ Cầm cũng tên là Cay. Sau đó Cầm có 5 lời thề, trong đó có một lời thề là không bao giờ đi bất cứ một diễn đàn nào. Tại vì trong quá khứ Cầm đi không sót một diễn đàn nào cả. Nhưng mà chính đi nhiều quá thì Cầm lại bị vỡ nợ và phá sản 3 công ty liên tiếp. Bởi vì thứ nhất, mình hướng ra bên ngoài. Cái thứ hai, mình không đủ sự minh mẫn và tỉnh táo để mình ra quyết định. Ví dụ như vậy. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì Cầm chỉ mong muốn chia sẻ cái câu chuyện của Cầm để cho anh chị có cái động lực để chọn cái ngành nghề kinh doanh spa của mình. Sau đó thì Cầm quyết định khởi nghiệp cái ngành spa. Nhưng mất khoảng gần 4 năm, Cầm tạo ra được 60 chi nhánh, không có nhượng quyền một cái nào. Và bắt đầu từ một chiếc laptop cũ và bị vỡ màn hình. Và sau đó thì Cầm là người đầu tiên sang Campuchia thay đổi lề làm đẹp của Campuchia. Sau đó Cầm sang Viên Chăn ở Lào, Cầm cũng thay đổi cái lề làm đẹp ở Lào. Và Cầm xây dựng hai cái chuỗi lớn nhất ở Campuchia và lớn nhất ở bên Lào. Và sau đó Cầm làm một chuỗi cũng lúc thời đó là lớn nhất ở khu vực từ thành phố Huế đến tỉnh Cà Mau. Không có một chỗ nào không có chi nhánh của Cầm cả. Và cũng rất nhiều người hỏi Cầm là tại sao anh không ra Hà Nội anh mở. Mình đã bảo là mình có ra, nhưng mà lúc đấy là mình chưa chọn, bởi vì một vài cái lý do khác. Và sau đó thì đến tháng 9 năm 2019, một mình Cầm, lúc ấy Cầm đặt ra một mục tiêu duy nhất: công ty phải đạt 1.000 tỷ từ kinh doanh làm đẹp spa. Và lúc đấy lại có một người thầy nói cho mình một câu như thế này: bạn mong muốn trở thành ai thì bạn hãy đi tìm cái người người ta đã làm được điều đó rồi. Thì lúc đấy còn có hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, còn tìm đến các tập đoàn của Hàn Quốc làm những tập đoàn mỹ phẩm giống như các anh chị ngồi dưới kia. Cái thứ hai, còn tìm tới tỷ phú ở Việt Nam. Thì rất may mắn thì con đường thứ hai còn đã thành công. Một mình Cầm đi vào phòng tổng thống của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang của tập đoàn Ba San. Chắc tất cả các anh chị ở đây đều đang dùng một sản phẩm nào đó của tập đoàn Ba San, như kiểu nước ấm Chin Su. Và Cầm lúc đấy có hơn 27 tuổi thôi. Một mình Cầm vào, Cầm đàm phán để Cầm bán cái chuỗi làm đẹp đó, không phải là bán lấy tiền, mà Cầm chỉ nói về giấc mơ của Cầm thôi. Cháu chỉ mong muốn là mở 500 điểm làm đẹp tại Việt Nam này, và cháu muốn thay đổi cái tư duy kinh doanh ngành spa này ở lại Việt Nam này, và giúp cho khách hàng ở Việt Nam này cũng như là cháu đã làm cho ở các đất nước khác rồi, và cháu mong muốn được điều đó. Và sau một tiếng thuyết phục, Cầm đã thuyết phục thành công. Và qua cái thương vụ đó thì rất nhiều người ở Việt Nam phong cho Cầm một cái đó là gì ạ? Người truyền cảm hứng, gọi là một tượng đài trong kinh doanh spa. Và hôm nay Cầm cũng đứng ở đây và Cầm quan sát từ sáng đến chiều, thì Cầm phát hiện một điều: ở đây đủ các tầng lớp của kinh doanh spa khác nhau. Thì Cầm mạnh nhất của Cầm đó là marketing. Đã là một người marketing thì đứng ở trên này phải nói cái điều gì người ở dưới mà muốn nghe, thì đó mới gọi là chạm. Chúng ta đang kinh doanh vào những lĩnh vực kinh doanh spa, đó là kinh doanh các điểm chạm với nhau, nhưng chúng ta lại không hiểu ở dưới người ta cần nghe cái gì, đúng không ạ? Và lên đây đáng nhẽ Cầm chia sẻ về quản trị kinh doanh spa, nhưng mà Cầm nghĩ lại rồi, nếu mà Cầm chia sẻ được đó thì chắc anh chị chỉ có đi ngủ thôi. Cái quan trọng nhất là cái gì ạ? Đó là câu chuyện truyền cảm hứng. Kinh doanh spa kiếm được 1.000 tỷ rất dễ dàng. Nhưng có 3 từ khóa Cầm tặng cho anh chị. Muốn xây dựng được một chuỗi spa dành cho riêng mình, từ khóa đầu tiên anh chị cần phải có, đó là lười. Rất lười. Thì tại sao lại lười lại kinh doanh được spa? Xin thưa anh chị ạ, nếu chúng ta chăm chỉ, anh chị không bao giờ có tiền. Tại sao lại chăm chỉ nếu không có tiền? Thứ nhất, anh chị vùi đầu vào cái spa của mình lúc này 12 tiếng, rồi ngồi đến thứ bảy chủ nhật không có thời gian dành cho gia đình. Đấy không phải một nhà kinh doanh spa chuyên nghiệp.
Một nhà kinh doanh sau năm chuyên nghiệp là một tháng chỉ đến đúng một ngày thôi. Còn 29 ngày còn lại mình đi chơi. Thế tại sao đi chơi mình lại quản trị được spa? Đó là nghệ thuật của tất cả các tỷ phú trên thế giới. Người ta phải thoát khỏi ra gì ạ? Tư duy của mình ra khỏi cái đám đông đó. Anh chỉ nghĩ đi, ngày đầu tiên chúng ta không có khách, chúng ta ngồi bắt đầu chúng ta vẫn cảm trên cảm xúc. Ngày thứ ba chúng ta không có tiền, đố anh chị quản trị được cảm xúc của mình. Nhân viên người ta nhìn thấy nó nghỉ việc hết, đúng không ạ? Thay vì mình để cái sự buồn bã trên gương mặt của mình hãy đi ra chùa đi, mình hãy đi ra đền đi, hoặc là tới chỗ anh Nguyễn Tất Kiểm đi để mình học live stream, mình có nhiều khách hàng hơn, đúng không ạ? Chứ giờ mặt mình buồn và sau đó thì anh chị biết điều gì để làm ạ? Cầm mới vào cái nghề đào tạo spa này được 8 tháng, nhưng mà khi cầm bước chân vào cái nghề này, cậu đã đặt mục tiêu duy nhất gì ạ? Một tháng cần phải đào tạo 2.000 chủ spa. Và đến tối ngày hôm nay cậu không cần phải đào tạo, nhưng mà hệ thống của cậu rất là automatic đào tạo. Và cậu biết một điều rằng công thức để tạo ra một con người phi thường nó không phải là cái câu hỏi là làm như thế nào, mà cũng không phải là câu hỏi làm gì để anh làm được điều đó, mà nó chỉ có đúng một câu hỏi duy nhất thôi: Who? Ai có thể chỉ cho tôi? Ai có thể đồng hành với tôi để tạo ra một cái hệ thống mà vượt trội so với tất cả các hệ thống khác kinh doanh mỹ phẩm sau ba? Đó là câu hỏi Who. Cũng có một cái câu rất là hay chia sẻ với bạn các chị. Muốn thay đổi kết quả thì chúng ta phải thay đổi câu hỏi. Mà câu hỏi đây là gì ạ? Đó là Who. Hãy đi tìm cái Who của mình đi. Tìm được cái Who rồi thì chắc chắn mọi lời giải của chị sẽ được giải hết tất cả. Và cái lời khuyên thứ hai còn tặng cho anh chị, ngoài cái việc lười ra mà anh chị muốn đột phá và kiếm rất nhiều tỷ từ spa, thì trước chìa khóa thứ hai đó là gì ạ? Đó là anh chị phải biết nhân bản cái tư duy của mình sang cho một người khác. Nhân bản ở đây là gì ạ? Là anh chị phải hiểu một điều thế này này: khi mà một mình với một đứa nhân viên ấy, chúng ta chỉ cần nhìn mắt của nhau thôi là đã biết rằng mình đang ra lệnh gì cho cái cô bé đấy. Và đến bây giờ còn phát hiện ra một điều là các chủ spa đi học 100 khóa ở Việt Nam nhưng không ai kiếm được tiền. Thì cậu có ngồi cậu đau đáu cậu bảo là mẹ đã chứ sao sứ mệnh ông trời lại bắt mình phải đi đào tạo spa thế này nhỉ? Mình cứ thực sự là sao ạ? Tại vì mình đã kinh doanh spa của mình, đã có cái con đường của mình rồi. Nhưng mà nếu mà mình mang cái con đường của mình sang vào một người chủ spa khác thì người đấy không bao giờ thành công. Bởi vì sao ạ? Cái sự trải nghiệm của người đấy, người ta chưa bị thất bại, còn mình thì đã bị thất bại rất nhiều rồi. Và còn đã phát hiện ra một cái điểm ở đây nữa là các chủ spa hầu như không nhân bản được mình cho bất cứ một nhân viên nào trong spa. Nên họ sẽ đi 100 thầy ở Việt Nam, họ cũng không bao giờ tìm được câu trả lời. Đó là chìa khóa số 2. Chìa khóa số 3 mà còn phát hiện ra đó là gì ạ? Đó là các chủ spa này mắc một cái bệnh, đó là bệnh tham. Không biết đến đây tham không phải là tham tiền đâu, mà là tham dịch vụ. Trong một spa chúng ta có tận 30 cái dịch vụ, nhìn một cái menu 50 cái dịch vụ, đố anh chị thuộc được triệt lông vùng nách bao nhiêu tiền, triệt lông bikini bao nhiêu tiền, hoặc là xóa nhăn 4 lần cộng 2 lần chị piu bao nhiêu tiền. Làm sao chúng ta nhớ được? Tự nhiên chúng ta tạo ra một cái ma trận để cho nhân viên chúng nó cũng không có hiểu cái gì cả. Và anh chị nên biết rằng cầm công ty của Cầm là có 1.200 nhân viên là nữ, nhưng trong đó là 800 nhân viên của Cầm chỉ học hết lớp 10 thôi. Anh chị nên hiểu rằng chúng ta phải dùng hệ quản trị của người lớp 10 để quản trị người lớp 10. Chúng ta không thể mang một cái phần mềm Misa hay là một cái Gmail hoặc là một cái hệ thống nào đó để quản trị nhân viên học lớp 10. Anh chị biết Cầm quản trị nhân viên Campuchia kiểu gì không ạ? Xin thưa với anh chị rằng nhân viên Campuchia nó còn ngu hơn Việt Nam gấp 10 lần. Nó không biết bật máy tính, nhưng nó chỉ đòi tiền đô cao thôi. Thì lúc đấy còn phải nghĩ ra một điều gì ạ? Bây giờ thôi, Cầm không dùng chữ viết nữa, tại vì nó không biết đọc chữ. Nên việc Cầm không biết đọc chữ thì Cầm chỉ dùng một thứ duy nhất thôi, đó là ký hiệu bằng màu đỏ thì là tính tiền, màu xanh thì là cái dịch vụ này, màu vàng thì cũng như thế là ấn chữ là tăng tiền. Mỗi như vậy thôi. Và ở Việt Nam thì Cầm lại, khi mà Cầm kinh doanh ở Việt Nam thì Cầm đã phát hiện ra một điều đó là mọi người đều bị một cái cộng đồng nào đó hoặc là một cái nhóm người nào đó, một người bị dẫn dắt đi theo một cái chiều hướng nào đó, và cuối cùng mọi người không có kết quả. Và Cầm chỉ muốn tặng cho mọi người cái câu cuối cùng thôi: muốn thành công thì phải
tư duy ngược, không được đi theo đám đông mà một mình phải tạo ra một con đường riêng để cho bản thân mình. Ví dụ anh chị làm với chị Lá, anh chị làm với chị Mụn, ví dụ như chẳng hạn làm với chị Mụn đi, trong một nhóm chị Mụn có tới 9 nhóm khách hàng trả tiền, nhưng chúng ta chỉ cần chọn một nhóm trong 9 nhóm đó thôi là chúng ta có rất nhiều tỷ rồi. Hoặc là anh chị đang làm với kem body, kem tắm trắng, nhưng chúng ta chỉ chọn một trong 9 nhóm khách hàng mục tiêu về tắm trắng thôi, nhưng chúng ta là số 1 để làm thì chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Hoặc là chúng ta không làm gì cả, hoặc là hết rồi. Cảm ơn anh chị. Vâng, chia sẻ với vui vui thân ly anh chị thôi, thì đó là những cái mà tôi chỉ mong muốn là truyền được cái cảm hứng cho anh chị. Đó là gì ạ? Đó là tư duy. Chúng ta cần phải có tư duy khác biệt. Và cũng có rất nhiều người hỏi tầm rằng: anh ơi, anh có thói quen gì trên mỗi một ngày? Thì Cầm tiết lộ cho chị một thói quen duy nhất của Cầm để Cầm có cái năng lực về sự sáng tạo để sở ra. Chắc ở đây anh chị đọc quảng cáo của Cầm ít nhất một ngày 10 lần, đúng không ạ? Và mỗi 10 lần anh chị viết một ngày, Cầm phải soạn ra 100 quảng cáo để bố mẹ Cầm ở trên mạng xã hội, nói liên tục và không bao giờ nghỉ. Ví dụ như cách để mà Cầm duy trì cái sự khác biệt đó chỉ có đúng một thói quen duy nhất trong vòng 7 năm qua Cầm biết cái bí mật này, và Cầm làm nó mỗi ngày. Đó chỉ là một thói quen nhỏ thôi, nhưng các bạn nên nhớ rằng thành công là tập hợp từ những thói quen nhỏ. Chúng ta cần phải chiến thắng thói quen nhỏ đó thì chúng ta mới thành công được. Thì thói quen nhỏ thứ nhất của Cầm là gì ạ? Từ cái nhà của Cầm tới công ty, Cầm phải tìm ra cho Cầm ít nhất là mỗi một ngày Cầm đi tới công ty với một cái quãng đường khác nhau mà không có ngày nào giống ngày nào cả. Cầm cứ tìm liên tục. Tại vì sao mình lại phải làm khổ mình như thế? Xin thưa anh chị ạ, chúng ta mà không rèn luyện cái tư duy, năng lực về sự ứng biến, năng lực về sự thay đổi thì chúng ta không thể chạy đua được với Gen Z đâu ạ. Anh chị nên nhớ rằng Gen Z bây giờ nó mở spa nó dễ như ăn rau, cứ 100m là có một tiệm spa, và hầu như các chủ spa mở được 3 tháng chuyển qua làm bốt mỹ phẩm hết, bởi vì nó quá khó. Tất cả anh chị đây chỉ có đúng một công thức duy nhất để tìm kiếm khách hàng, đó là Nam Mô A Di Đà Phật cho con chí phương trở lại mời hướng đất thần thải tử địa. Hôm nay thì con đúng khách nhé, hôm nay con đúng khách tối con đúng con heo quay. Có một phương thức duy nhất để làm tin như vậy thôi, thì làm sao chúng ta thành công được, đúng không ạ? Và Cầm cũng chỉ biết cuối cùng thì Cầm chỉ muốn nhắn nhủ các bạn một điều rằng mục tiêu là cũng được, nhưng bao nhiêu tiền cũng được, nhưng ít nhất thì mục tiêu đấy nó phải bổ ích cho người khác, mục tiêu đấy nó phải tiến lên, và cái mục tiêu đấy nó phải dành cho chính bản thân mình. Nếu cái mục tiêu đấy tôi muốn giúp đỡ chị của tôi muốn giúp đỡ em của tôi, bỏ ngay cái ý tưởng đó đi. Tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta đã sai ngay từ cái tư duy của chúng ta rồi. Mục tiêu là phải dành cho chính bản thân chúng ta trước đã, thì tất cả những người khác thì chúng ta mới thay đổi được. Mọi người có đồng ý không ạ? Thank you, mọi người. Rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng tuyệt vời đến từ chuyên gia Vũ Mạnh Cầm. Có lẽ là chúng ta muốn được lắng nghe nhiều hơn nữa, phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay thì với các viên của chúng tôi thì những vị diễn giả luôn luôn mang đến những thông tin cũng như là những phần chia sẻ rất ấn tượng, cũng như là với những phần chia sẻ này thì chúng tôi hy vọng rằng tất cả quý vị đã có được cho mình những bài học cũng như là những kiến thức cho riêng bản thân. Và một lần nữa thì một tràng pháo tay thật lớn lên cho chuyên gia Vũ Mạnh Cầm ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục đến với vị chuyên gia tiếp theo. Được biết là ngày hôm nay thì chị đi cùng rất nhiều những người bạn là những chủ thương hiệu có tên tuổi và uy tín trong lĩnh vực beauty. Thì không biết là với việc là đi cùng nhiều với những người đồng hành như vậy thì chị có thể chia sẻ về những người bạn của mình, và họ là những người có thương hiệu và xây dựng thương hiệu tốt nhưng mà vẫn tích cực để tham gia các chương trình sự kiện, và điều gì để thôi thúc họ đã đồng hành cùng với Miss Linh Diệu Lê của chúng ta trong ngày hôm nay ạ? Vâng, xin mời chị ạ. 네, 오늘 뷰티 분야에서 유명하고 권위 있는 브랜드 오너인 지인들과 함께 다녀올 것으로 알고 있는데요. 좋은 브랜드와 브랜드를 가지고 있는 사람들이지만 여전히 이벤트에서 적극적으로 참여하고 있는 친구들이 오늘 이 자리에서 와서 프로그램에 공감할 수 있었던 원동력은 무엇이 있었을까요? 네, 미스 레지오의 네, 연설이 있겠습니다. Đầu tiên Linh xin gửi lời chào chân thành đến ban tổ chức, đến quý đại biểu cũng như là tất cả mọi người có mặt tại đây ngày hôm nay ạ. Linh xin được giới thiệu, mình là founder của trung tâm chăm sóc trẻ hóa da công nghệ cao Zero Skin Lab. Hôm nay Linh rất là vinh dự khi đi cùng với Linh là có rất nhiều
những chị em, bạn bè, là những doanh nhân trẻ, những người đã có những thành công và vị trí vững chãi trong ngành làm đẹp. Thì họ đều là những người mà đã xây dựng thương hiệu cá nhân bằng chính thực lực và những chuyên môn của mình, không phải là chỉ mỗi bởi là vẻ bề ngoài xinh đẹp nữa. Thì có một câu nói mà Linh rất tâm đắc là khi mà chúng ta càng biết nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng cảm thấy là mình rất là nhỏ bé trong cái thế giới này. Thì dù cho là mọi người có bao nhiêu là kinh nghiệm trong ngành, bao nhiêu hiểu biết cũng như là bao nhiêu kiến thức, thì điều đó cũng không thể nào làm cản trở việc chúng ta cũng như là tất cả mọi người có mặt tại đây ngày hôm nay tham dự diễn đàn để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới mẻ, thêm nhiều những kinh nghiệm quý báu từ các master cũng như là từ các chuyên gia hàng đầu hay từ chính những đồng nghiệp của mình. Xin cảm ơn và Linh cũng rất vinh dự là hôm nay có mặt tại đây ngày hôm nay ạ. Và sứ mệnh của chúng ta đến với thế giới này thì mỗi người đều có một sứ mệnh riêng, nhưng mà sứ mệnh của anh chị em trong ngành làm đẹp chắc chắn là phải làm cho mọi người trở nên là đẹp hơn, tự tin hơn mỗi ngày, đúng không ạ? Vậy thì việc mà trau dồi kiến thức cũng như là tăng cường năng lực bản thân là cái điều mọi người rất đáng mà cần thiết phải là phát huy mỗi ngày và liên tục. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ đến từ Miss Linh Diệu Lê của chúng ta. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa cùng nhau nhắc đến thương hiệu doanh nhân ngành làm đẹp, và chắc hẳn là khi nhìn thấy sự hiện diện với một vẻ ngoài sạc sỡ như thế này thì chúng ta cũng hiểu được là Miss Linh Diệu Lê của chúng ta đã xây dựng được thương hiệu doanh nhân tốt như thế nào, phải không quý vị? Và xin mời một tràng pháo tay thật lớn dành cho Miss Linh Diệu Lê. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi ạ. Kính thưa quý vị, và với câu chuyện về thương hiệu doanh nhân thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe về thương hiệu uy tín với khách hàng. Có thể nói rằng uy tín là việc đặt lên hàng đầu với tất cả các ngành nghề, đặc biệt đó là trong ngành làm đẹp, phải không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những chia sẻ đến từ Miss Tuyết Hương, đại diện của Arsena, với câu chuyện về thương hiệu uy tín với khách hàng. Xin được trân trọng kính mời. Em xin chào tất cả quý doanh nhân hôm nay và các vị đối tác gửi từ Hàn Quốc và tất cả những nước trên thế giới. Em là Tuyệt Thơ, Arsena đến từ Quảng Bình, miền Trung của Việt Nam. Chắc là mọi người cũng đã mệt lắm rồi, và em cũng được vinh dự là hôm nay ban tổ chức mời em lên đây. Cũng chưa được chuẩn bị gì cả, nhưng mà anh chị cũng chia sẻ một chút xíu thôi. Hôm nay anh Hòa là người truyền cảm hứng cho em ngay từ đầu, cho đến bây giờ em vẫn có cái cảm xúc lâng lâng. Và em lâu rồi em mới thấy là một người lãnh đạo mà có được sự tài ba, rất là truyền được cái cảm hứng. Và trong cái cách nói của em cũng đã những cái nét nói hay là cười nó rất là in đậm trong cả tim của em. Em năm nay 42 tuổi và có 4 con trai. Kinh doanh spa thì cũng đã được 18 năm rồi. Hồi đầu thì vì Quảng Bình mọi người có biết không ạ, là một nơi rất là thiên tai lũ lụt, rất là nghèo khó. Và em sinh ra trong một gia đình là 4 đời y học cổ truyền. Và được định hướng là châm cứu bẩm huyệt, nhưng mà sau đó thì em thích cái nghề làm đẹp. Và khi mà em đi làm thì tự nhiên là trong quá trình mở spa thì lũ lụt rồi nhiều thứ xảy ra, thì vợ chồng em thường xuyên đi làm từ thiện. Và đặc biệt là năm 2018 cái trận lụt rất là lớn, và nếu trong vòng khoảng 30 phút là được lên tới gần hết của tầng 1. Và nhiều cái kêu cứu xảy ra rất là nhiều ở trên cái Facebook là cứu với. Thì không hiểu được gì nhiều, em và chồng cùng lên đường. Và hỏi mua cái cano. Và khi mà hỏi mua cái cano thì lúc đấy trong tài khoản chỉ còn 50 triệu thôi. Và cano đó là 429 triệu. Thì lúc đấy là không suy nghĩ nhiều, thì vợ chồng bạn đặt cọc 50 triệu và ký cam kết để lấy chiếc cano đó và đi, mặc dù chồng em chưa để lại cano, nhưng nghĩ là mua xong thì sẽ
gọi người về lại cano, nhưng mà vì nước lên lại gần đến tầng 2 rồi thì rất là cấp bách, mà không ai chịu đi cả bởi vì rất là nguy hiểm. Thì trong em mới nhờ cái ông bạn đó ấy, là dạy, và người trong em đi suốt một đêm như vậy để cứu hàng trăm người trên chiếc cano đó. Và có một cái chuyện xảy ra như này là khi chuẩn bị lật đò, lật cái thuyền ấy, vì trong em lại mệt quá, là đêm hôm nay đi qua đêm hôm sau, thì trong em mới bảo là lại thì em đi hết bảo là nước nhiều quá và có thể lật thuyền, là bây giờ chết, nếu mà chết thì sao. Trong em bảo nếu như mà để sống thì mình có nhiều cái lựa chọn để sống, thì bây giờ mình đã phát ra tới đây rồi thì chết rồi, sống là chỉ một số thôi. Thì ngay lúc đấy thì em suy nghĩ em nói một câu rất là một phát, là nếu mà kịp xong mà quay trở lại chắc là em vẫn là lấy anh và vẫn làm nghề làm đẹp. Thế là lúc đấy giờ cái sống cái chết em vẫn nghĩ tới nghề của em. Thì chia sẻ một chút xíu thôi, nhưng mà hồi nãy mình cần cũng nói về cái là giá trị. Thì trong cuộc sống hàng ngày em thích nhất câu nói là cách của bạn làm một việc là cách của bạn làm nhiều việc. Cho nên trong cuộc sống em rất là nhiệt huyết và sống tất nhiên là vì mình, nhưng mà cái mà em hướng tới đó là tình thương, giúp đỡ mọi người. Và trong cái nghề làm đẹp cũng vậy, em chỉ nghĩ tới là làm sao mình đưa cái giá trị thật lớn, giá trị đưa tới cộng đồng thật lớn, và cái giá trị này sẽ truyền được cho không những ở trong Việt Nam mà ra thế giới. Và chính vì như vậy nên em ở miền Trung rất là lẻ loi, không được cả cái cộng đồng giống như Hà Nội hay Sài Gòn. Chính vì vậy em thường xuyên đi ra ở bên ngoài, và may mắn là em có những cái người bạn như là Thu Thủy hay là Minh Thu, chị Ngân Ngao Kỳ, chị Xuân Hương, tất cả những người đó cũng truyền cảm hứng cho em, và em cố gắng nỗ lực trong cái nghề. Thì cái uy tín rất quan trọng, và trong cái cách sống hàng ngày thì cái thương hiệu bản thân của em là tự nhiên mà có. Thì trong cái công việc của em cũng tự nhiên đưa được cái giá trị tới cho tất cả khách hàng, và từ đó họ biết tới doanh nghiệp của mình qua cái nhận diện giá trị của bản thân. Và cái mong muốn của em như vậy nên hôm nay em ra đây, em muốn là ở miền Trung thì có những người cũng có tiền, có những người cũng muốn làm đẹp, và cho nên là họ muốn tìm kiếm được những cái phương pháp làm đẹp hiện đại trên thế giới, hoặc là những chủ spa thì muốn có được cái bằng cấp hoặc là gia tăng thêm cái hiểu biết của họ, nên em quyết định ở đây và nói và truyền được cái cảm hứng tới cho mọi người, cũng như là tìm ra được cái phương pháp để cho các doanh nhân của Quảng Bình cũng như các chủ spa có được sân chơi. Và hôm nay ban tổ chức đã giúp em có được cái mong muốn, hoàn thành cái mong muốn đó. Em xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn câu chuyện chia sẻ rất ý nghĩa và hết sức thú vị đến từ Miss Stockholm, đại diện của Asena. Kính thưa quý vị, và tại phiên này thì như quý vị cũng đã biết là chủ đề chính của chúng ta đó là xây dựng thương hiệu cá nhân ngành làm đẹp. Vậy thì cho phép Hoàng Anh xin phép được thay mặt cho tất cả quý vị ở phía dưới này để đặt câu hỏi cho Miss Linh Diệu Lê của chúng ta. Đó là chị có thể chia sẻ với các bạn đồng nghiệp của mình về việc xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào là chuẩn mực không ạ? Vâng ạ, xin mời chị ạ. 네, 이번 세션은 비즈니스 브랜드 뷰티 브랜드를 부족하기 때문에 미스 레이지오님에게 한 질문이 있습니다. 미스 레이지오님이 브랜드를 어떻게 구축하는지 좀 공유해 안내해드릴게요.
Với kinh nghiệm 7 năm trong ngành làm đẹp cũng như là xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, thì theo quan điểm của em, xây dựng được thương hiệu cá nhân mà hiệu quả, có tầm ảnh hưởng cũng như là được nhiều người biết đến thì không phải là câu chuyện mà một sớm một chiều, mà điều này đòi hỏi phải có một quá trình dài liên tục mới có thể mang được giá trị thương hiệu cá nhân của mình đến với cộng đồng. Thì để làm tốt được việc này, quan trọng nhất mọi người cần phải trả lời câu hỏi, đó chính là giá trị cốt lõi của bạn là gì và mục tiêu nào mà bạn hướng đến. Khi mà bạn đã hiểu được là giá trị và tài năng của mình cũng như là xác định được đúng mục tiêu cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân, thì bạn hoàn toàn có thể dành rút ngắn những cái thời gian, công sức cũng như là chi phí trong việc là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là tôi là ai hay giá trị tài năng của tôi là gì. Thì thay vào đó thì chúng ta dành toàn bộ nguồn lực của mình để phát triển những cái mà chúng ta đang có, những cái mà chúng ta đang làm tốt nhất, để thành những cái riêng có, những cái khác biệt, xây dựng lên những thương hiệu của bản thân mình. Và dù là có bất kỳ chiến lược nào đi chăng nữa thì theo Linh, cái điều quan trọng nhất là mọi người cần phải hay luôn là chính mình và luôn tự tin vào những giá trị và nỗ lực cũng như là cố gắng mà mình tạo ra cho xã hội. Thì chắc chắn rằng điều này sẽ tạo ra cái hiệu quả trong việc tạo lập được thương hiệu cá nhân, có cái vị trí nhất định trong xã hội. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời hết sức ngắn gọn, xúc tích, nhưng có lẽ là cũng đã chia sẻ được cho tất cả những người bạn, những người đồng nghiệp của chúng ta đang có mặt tại đây về cách để chúng ta có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân, phải không thưa quý vị? Và một lần nữa thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đến sự hiện diện trên sân khấu cũng như là những chia sẻ hết sức ý nghĩa và tuyệt vời đến từ các chuyên gia của chúng ta. Và một lần nữa thì xin phép được trân trọng kính mời các chuyên gia chúng ta sẽ đứng dậy để được chụp hình cùng với nhau và ghi dấu lại khoảnh khắc thật tuyệt vời ạ. Xin trân trọng kính mời. 네, 다시 무대에서 보신 분들에게 다시 한번 감사 말씀을 전달하겠습니다. 앞으로 올라가 주셔서 사진은 찍겠습니다.